Ngô Quang Trường là một tướng lĩnh cấp cao của Việt Nam Cộng Hòa. Tướng trưởng từng giữ quân hàm cao nhất là trung tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khác với nhiều quan chức tướng lĩnh tham nhũng, ham mê kiểu sắc và bất tài, thì tướng trưởng là một vị tướng sạch, có năng lực và luôn tận tụy với công việc nhà binh của mình. Ông cũng là người sống có nguyên tắc kỷ luật và luôn có cách cư xử đúng mực của nhà binh, kể cả là khi thất trận. Hãy cùng Câu Việt Nam tìm hiểu về vị trung tướng được coi là giỏi nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Ngô Quang Trường sinh năm 1929 tại Kiến Hòa, một vùng đất thuộc châu thổ sông Mê Công, đồng bằng sông Cửu Long, trong một gia đình điền chủ. Học xong phổ thông trung học theo chương trình Pháp với bằng tú tài Pass 1 tại Cần Thơ, Ngô Quang Trường được bổ làm công chức ngoại ngạch ở Mỹ Tho, rồi sau đó gia nhập khóa 4 của trường sĩ quan chủ bị Thủ Đức. Tới tháng 6 năm 1954, ông ra trường với quân hàm thiếu úy. Ông được điều chuyển ra miền Bắc tăng cường cho tiểu đoàn 5 nhảy dù và đang tham chiến tại mặt trận Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, đơn vị chưa kịp điều động thì Điện Biên Phủ đã thất thủ. Sau khi thoát chết ở Điện Biên Phủ thì ông được bổ nhiệm làm đại đội trưởng đại đội 1 của tiểu đoàn 5 nhảy dù quân đội quốc gia Việt Nam. Khi Ngô Đình Diệm loại trừ Bảo Đại ra khỏi chiến trường Nam Việt Nam thì Ngô Quang Trường tiếp tục phục vụ cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tháng 5 năm 1955, Ngô Quang Trường tham gia một cuộc tiễu trừ. Sau chiến dịch này kết thúc thì Ngô Quang Trường được gắn lon trung úy vào tháng 10. Trải qua nhiều biến cố chính trị tại miền Nam Việt Nam, do không tham gia vào sâu trong chính trị thì Ngô Quang Trường vẫn tiếp tục binh nghiệp một cách bình thường. Năm 1969 thì Trường lên thiếu tá và được cử giữ chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 nhảy dù. Năm 1965 thì Ngô Quang Trường được thăng cấp trung tá và được giữ chức tham mưu trưởng sư đoàn nhảy dù. Một năm sau thì Ngô Quang Trường lại được thăng cấp đại tá và bổ nhiệm làm tư lệnh phó sư đoàn nhảy dù dưới quyền chỉ huy của tướng Dư Quốc Đống. Năm 1966, sau biến cố bạo động tại miền Trung thì Ngô Quang Trường được bổ nhiệm làm tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh dưới quyền chỉ huy của thiếu tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân đoàn 1 vùng 1 chiến thuật. Năm 1967, sư đoàn 1 bộ binh do ông Trường làm tư lệnh đã có nhiều cuộc giao tranh với quân giải phóng ở mặt trận Thừa Thiên. Để cổ vũ tinh thần cho viên tư lệnh chiến trường, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã thăng quân hàm cho ông Ngô Quang Trường lên làm chuẩn tướng. Lực lượng của tướng trưởng đã tấn công và phá vỡ hạ tầng cơ sở của lực lượng du kích địa phương trên ba địa danh là Lương Cổ, Đồng Xuyên, Mỹ Xá thuộc quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Tháng 5 năm 1968, sau cuộc chiến Mậu Thân, ông Trường được phong làm thiếu tướng và được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đoàn 4 vùng 4 chiến thuật, khu vực miền Tây Nam Bộ. Tháng 11 năm 1970 thì Ngô Quang Trường được thăng quân hàm trung tướng. Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5 năm 1972 thì Bộ Tư lệnh Chiến dịch Trị Thiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thực hiện những đợt tấn công như vũ bão vào các cứ điểm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đóng dọc theo vùng giới tuyến, gây cho đối phương nhiều tổn thất. Mùa hè đỏ lửa năm 1972 đã nóng lên và đầu tháng 5 năm 1972, tướng Ngô Quang Trường được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu triệu hồi từ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 ở Cần Thơ về Sài Gòn để giao nhiệm vụ mới. Ngay sau đó thì ông Trưởng đã đáp máy bay ra Huế để thay cho Trung tướng Hoàng Xuân Lãm làm tư lệnh quân đoàn 1 vùng 1 chiến thuật với trách nhiệm nặng nề là tái chiếm thành cổ Quảng Trị từ tay cộng quân. Tới Huế thì tướng Trưởng đã tuyên bố, đồng bào ở Huế từ nay không cần phải lo sợ nữa vì quân đội Bắc Việt muốn chiếm được cố đô Huế phải bước qua xác chết của tôi. Sau khi tướng Trưởng nhậm chức ở vùng 1 chiến thuật thì chính quyền Trung ương Sài Gòn đã tăng phái cho Ngô Quang Trưởng toàn bộ lực lượng tổng chu bị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đồng thời cũng nhận sự yểm trợ từ xa rất tích cực của hạm đội 7 Hoa Kỳ. Sau nhiều trận giao tranh đẫm máu thì lực lượng của tướng Ngô Quang Trường đã tái chiếm được thành cổ Quảng Trị và các phần đất ở phía nam của sông Thạch Hãn, gây nhiều thiệt hại nặng cho các đơn vị của phía Bắc Việt. Và cả hai đều phải chịu nhiều tổn thất lớn trong chiến dịch này. Thế nhưng nhờ chiến công này mà tướng Trường đã trở thành ngôi sao sáng, là cứu cánh của chính quyền và quân đội miền Nam Việt Nam. Nhìn chung, Ngô Quang Trường đã được coi là một viên tướng chiến trường và loại khác biệt nhất trong quân đội của Sài Gòn. Với gương mặt lạnh lùng, khô khan, rất ít biểu lộ cảm xúc của con người, tác phong cứng nhắc đúng theo những điều ghi trong điều lệnh. Ngô Quang Trường không từ bất kỳ việc gì mà ông ta cho là thích hợp với lệnh trên. Khi ra một mệnh lệnh gì đó cho thuộc cấp, thì Ngô Quang Trường cùng thường đích thân đến tận nơi để kiểm tra thực tế, xem mệnh lệnh của mình có được thực hiện như thế nào. Theo tướng Abram, Ngô Quang Trường là một vị tướng có khả năng về mọi mặt, nhất là về bình định nông thôn, một chương trình mà các cố vấn Mỹ đều cho rằng chính phủ của Việt Nam Cộng Hòa cần phải thực hiện nhanh. Cũng chính là đại tướng Abram đã cho rằng lính của tướng trưởng có tác chiến trong rừng còn giỏi hơn cả quân Mỹ. Đến tháng 3 năm 1975, khi quân giải phóng mở chiến dịch đồng loạt tổng tấn công trên khắp miền Nam, với chức vụ tư lệnh quân đoàn 1 và quân khu 1, thì ông Trưởng được lệnh giữ bằng được Huế. Trong tình hình này thì ông tuyên bố, Việt Cộng phải bước qua xác tôi thì mới vào được cố đô Huế. Còn Tổng thống Thiệu thì đã tuyên bố trên đài Sài Gòn, bỏ Kon Tum, Pleiku để bảo toàn lực lượng,
còn Đà Nẵng, Huế, quân khu 3 sẽ phải giữ đến cùng. Quân giải phóng mở chiến dịch Huế, Đà Nẵng, Ngô Quang Trưởng đã liên tiếp nhận được những thông tin bại trận từ tiền phương. Tình thế của quân đội Sài Gòn ngày càng một bi đát. Ngô Quang Trưởng liên tục gọi điện về Sài Gòn để xin Tổng thống Thiệu và Đại tướng Cao Văn Viên cho quân đội tăng phái để hòng cầm cự tại địa bàn. Tuy nhiên, hỏa lực quá mạnh của quân giải phóng đã nhanh chóng làm cho lực lượng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở vùng 1 chiến thuật vỡ trận. Khi Thủ tướng Khiêm đến Đà Nẵng, thì tướng trưởng đã triệu tập một cuộc họp tất cả các tư lệnh sư đoàn, tỉnh trưởng, thị trưởng, bộ tham mưu và các trưởng phòng sở hành chính để nghe Trần Thiện Khiêm nói chuyện. Trước khi Thủ tướng Khiêm đến, thì tướng trưởng đã có những cuộc gặp mặt với các thành viên dự họp, đề nghị phải nói thẳng cho Thủ tướng biết được thực trạng của vùng 1 chiến thuật. Nhưng sau khi nghe Thủ tướng Khiêm nói chuyện xong, thì chẳng ai phát biểu gì. Chỉ có duy nhất Đại tá Kỳ, tỉnh trưởng tỉnh Quảng Trị có ý kiến xin Thủ tướng cho biết phải làm gì đối với một số công chức đã tự ý rời nhiệm sở trong những ngày qua. Nhưng Thủ tướng Trần Thiện Khiêm cũng không trả lời mà lảng sang một câu chuyện khác. Ít lâu sau có lệnh di tản của Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân đoàn 1 vào Đà Nẵng, lại cộng thêm với xích mích gay gắt giữa ông với lại Tổng thống Thiệu. Cùng lúc đó thì tin tức về việc bỏ cao nguyên cùng với dòng người di tản hàng trăm nghìn người đang ùn đổ vào Đà Nẵng, khiến cho thành phố trở nên hoảng loạn và không thể kiểm soát được. Cộng với việc rút sư đoàn dù về Sài Gòn và tin đồn Tổng thống Thiệu muốn rút cả sư đoàn thủy quân lục chiến, khiến cho tinh thần binh sĩ của tướng trưởng đã xuống rất thấp. Quan và lính tranh nhau lấy máy bay, gây ra cảnh ẩu đả náo loạn. Sĩ quan binh sĩ cùng gia đình tháo chạy đã gây ra các cảnh cướp bóc cũng như là bắn giết. Hàng vạn lính mắc kẹt tại Đà Nẵng chạy ra bán đảo Sơn Trà, hòng thoát về phía nam bằng đường biển, gây ra cảnh tranh lấn dẫm đạp lên nhau để xuống tàu. Binh lính đạp cả sĩ quan xuống biển. Cuộc di tản hoàn toàn thất bại, tổn thất toàn bộ lực lượng quân sự và cơ giới của quân đoàn 1 trong thời gian rất ngắn. Thiệt hại đáng kể nhất là việc quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát tại vùng lãnh thổ có 3 triệu dân và việc tan rã 4 sư đoàn quân chủ lực, trong đó có 2 sư đoàn thuộc diện thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là sư đoàn 1 bộ binh và sư đoàn thủy quân lục chiến, đã đưa đến sụp đổ toàn bộ miền Nam một cách nhanh chóng và bất ngờ. Trong 32 giờ, hơn 100.000 quân ở Đà Nẵng dưới quyền của tướng trưởng đã hoàn toàn tan rã và đầu hàng. Tướng Ngô Quang Trưởng không thể giữ được lời hứa chết trong thành phố Huế, mà tìm cách bơi ra tàu chiến đang neo giữa ngoài khơi Đà Nẵng để thoát vòng vây. Tướng trưởng phải bơi ra tàu đang neo đậu ở ngoài khơi Đà Nẵng do sóng to và tàu neo khá xa, khiến ông khi lên được tàu đã trong tình trạng sức khỏe rất kém, phải thở bằng máy. Tàu cập bến Cam Ranh chở ông và hơn 4.000 thủy quân lục chiến. Hạm trưởng được lệnh chuyển ông sang tàu khác tốt hơn và bỏ lại 4.000 thủy quân lục chiến ở Cam Ranh, chở một mình ông vào Sài Gòn, nhưng ông đã từ chối. Tàu cập bến cảng Vũng Tàu, sau đó ông được chuyển vào Tổng Y viện Cộng Hòa để chữa trị. Theo lời kể của một viên sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa có mặt trên chuyến tàu ngày hôm đó, sau khi được thuộc cấp dìu lên tàu, thì Ngô Quang Trưởng đã ngất lịm đi vì mệt và đói. Khi chiếc tàu này đang trên đường di tản về Sài Gòn, tướng Ngô Quang Trưởng còn nhận được một lệnh khẩn cấp của Tổng thống Thiệu là chỉ đạo quay lại để tái chiếm Đà Nẵng. Nhưng với một thực tế quá đỗi bẽ bàng, thì tướng trưởng đành phải phúc đáp với Tổng thống Thiệu rằng hiện tại ông ta không thể lấy ai để thi hành nhiệm vụ. Bởi vì lính tráng thì mỗi người đã một nơi, cấp chỉ huy thì mạnh ai nấy thoát. Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, thì một sĩ quan lục quân của Mỹ đã từng làm việc với tướng trưởng, đã đến gặp gia đình ông và đề nghị di tản ra khỏi Sài Gòn trước khi quân giải phóng từ mọi hướng đổ về và làm chủ thành phố. Ngô Quang Trưởng đã cho vợ con xuống tàu thủy để ra đi, còn ông thì sẽ ở lại. Tuy vậy, do tình hình ngày càng một xấu đi trên chiến trường, các tướng lĩnh thi nhau chạy trốn, thì tướng trưởng vẫn cố gắng ở lại chiến đấu nhưng vô vọng. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, trên đường đào thoát, thì Nguyễn Cao Kỳ đã ghé vào trụ sở của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và bắt gặp ông Ngô Quang Trưởng đang ngồi ở đó, thất thần nhìn bản đồ và hút thuốc. Lúc này ở đây đã rất vắng người và đa phần nhân sự đều mạnh ai nấy chạy. Ông Trưởng rất thất vọng, mặc dù muốn tiếp tục chiến đấu nhưng lực bất tòng tâm. Thế là Nguyễn Cao Kỳ đưa ông Ngô Quang Trưởng lên máy bay để di tản cùng mình. Cũng có chuyện kể rằng là khi đó thì ông Kỳ lừa ông Trưởng rằng sẽ chở ông ta ra mặt trận ngoại vi Sài Gòn. Tướng trưởng đã nghe theo và mặc nguyên bộ đồ trận, đeo súng, đội mũ sắt để lên trực thăng. Nhưng sau khi trực thăng đi rồi thì ông Kỳ lái tuốt ra biển và nơi có hạm đội 7 đang chờ. Ông trưởng vạn bất đắc dĩ đã di tản ra hạm đội Mỹ và từ đó thì ông trưởng đến đảo Guam để đoàn tụ với gia đình. Nhưng cũng vì lý do kia mà ông trưởng cũng giận ông Kỳ cho đến khi qua đời. Và những ngày sống lưu vong trên nước Mỹ, ông Ngô Quang Trưởng không giống như những tướng tá của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây, là tham gia vào những cuộc hội họp bình luận về sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, phân tích những nguyên nhân bại trận của họ hay đả phái chế độ trong nước. Ông ta sống rất lặng lẽ và bình lặng. Những cuốn sách mà ông Ngô Quang Trưởng đã viết ở Mỹ, theo yêu cầu của Trung tâm Lịch sử Quân sự Mỹ,
thường thiên về những phân tích thuần túy quân sự, chứ không đả động gì về vấn đề chính trị. Khi ai đó cố gắng hỏi điều gì về thời chiến cuộc, thì ông đều tảng lờ sang chuyện khác. Có chăng thì ông Ngô Quảng Trường chỉ ngậm ngùi bảo rằng: "Bại binh chi tướng bất khả ngôn dũng, vong quốc chi đại phu bất khả ngôn chí." Và ông Ngô Quảng Trường đã qua đời vào 3 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2007. Ước nguyện cuối cùng của viên tướng là được đưa cho cốt về cùng với đất mẹ. Năm 2008 thì vợ ông và con gái đã đưa hài cốt của ông về Việt Nam.